Xin chào các bạn, hôm nay Jenny và Bubu lại tiếp tục cuộc phiêu lưu ăn uống trên các ngọn đồi táo đỏ. Jenny xinh xắn tay cầm một cây gậy phép thuật phát ra các tia sáng lấp lánh sắc màu. Gậy phép thuật này có thể giúp Bubu hút nhanh thức ăn vào miệng nhanh và nhiều hơn. Bubu có thân hình tròn trĩnh, đôi mắt to tròn và cực kỳ đáng yêu. Bubu có một khả năng đặc biệt là có thể ăn bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, từ hoa lá cây cỏ, các thanh gỗ cho đến các thỏi vàng. Bubu rất thích ăn và luôn luôn cảm thấy đói. Cùng với họ là biệt đội bay nhí gồm trứng bay, mèo bay và thỏ bay. Họ là những người bạn vui tính và nghịch ngợm của Jenny và Bubu ở xứ sở bánh ngọt. Trứng bay là một quả trứng thông minh và nhanh nhẹn. Mèo bay là một con mèo vàng trông thật đáng yêu, có đôi tai cong và cái đuôi dài. Nó rất tinh nghịch và hiếu động. Thỏ bay có bộ lông trắng muốt, có đôi tai dựng và cái răng to. Nó rất dễ thương và hiền lành. Họ luôn bay lượn trên bầu trời xanh và giúp đỡ Jenny và Bubu. Mỗi buổi sáng, Jenny và Bubu sẽ cùng nhau đi dạo quanh khu rừng táo đỏ, tìm kiếm những thứ ngon để ăn. Họ thường ghé qua các hàng rào trắng, những bãi hoa cỏ, cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ, những hàng táo đỏ chín mọng, thác nước trắng xóa trên cao. Mỗi nơi họ đi qua, Bubu đều há miệng ăn ngon lành. Jenny luôn vui vẻ khi nhìn thấy Bubu ăn no nê. Một ngày nọ, Jenny và Bubu quyết định đi xa hơn để khám phá những vùng đất mới lạ. Họ đi qua một khu vườn táo rộng lớn trên đồi táo đỏ. Bên dưới tán cây táo, có nhiều thùng nước táo ép được đặt sẵn, với hương vị ngọt ngào và thanh mát của nước táo. Bubu không kìm được lòng mà lao vào ăn hết các quả táo trên cây, kể cả những thùng nước ép táo. Jenny cũng háo hức hái táo để ăn cùng Bubu. Họ ăn cho đến khi bụng căng phèo. Jenny lại đưa Bubu về sân khởi hành để đổi số thức ăn Bubu đã ăn được thành một số tiền vàng. Sau đó, Jenny và Bubu tiếp tục hành trình của mình. Họ nhảy lên ngọn đồi có thác nước trắng xóa. Trên đường đi, Bubu không quên ăn những thứ mà nó bắt gặp. Dưới ánh nắng chiều, nước phun lên như những viên ngọc lấp lánh. Bubu không ngần ngại mà lao vào tắm trong nước mát lạnh. Jenny cũng theo sau và cùng vui đùa với Bubu. Jenny và Bubu rất hạnh phúc khi có nhau. Họ luôn cùng nhau khám phá những điều thú vị trên đời. Jenny, thật tuyệt vời. Tớ rất vui khi có được những người bạn dễ thương thân thiện như các bạn để đồng hành trong chuyến đi này. Bubu, tình bạn là một món quà quý giá. Tình bạn là nguồn động lực cho cuộc sống. Tình bạn là một bông hoa tươi. Tình bạn là ánh sáng con đường. Bubu rất thích tình bạn. Trứng bay, Bubu nói đúng đấy. Tình bạn không phân biệt điều gì. Tình bạn chỉ cần lòng chân thành, lòng tin tưởng và sự tôn trọng. Trứng bay rất trân trọng tình bạn. Thỏ bay, tình bạn không cần lời nói nhiều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau. Tình bạn không cần hành động lớn, chỉ cần những điều nhỏ nhặt ấm áp. Thỏ bay rất biết ơn tình bạn. Mèo bay, tình bạn là một kho báu vô giá, là niềm hạnh phúc của mọi người. Tình bạn là một điều kỳ diệu, là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời. Mèo bay rất yêu thương tình bạn. Jenny, các bạn đã nói rất đúng và đầy cảm xúc. Tớ hoàn toàn đồng ý với các bạn. Tớ cũng muốn nói rằng tôi rất hạnh phúc khi có các bạn làm bạn. Các bạn luôn biết cách tạo ra niềm vui và nụ cười, luôn giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, luôn chia sẻ với tôi những niềm vui và nỗi buồn. Các bạn là những người bạn tốt nhất của tôi. Bubu, trứng bay, thỏ bay, mèo bay, cảm ơn Jenny. Chúng tớ cũng rất hạnh phúc khi có Jenny làm bạn. Jenny luôn làm mọi người vui vẻ, luôn khuyến khích mỗi khi chúng tớ chán nản, luôn cùng chúng tớ phiêu lưu và khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống. Jenny là người bạn thân thiết của chúng tớ. Jenny, vậy thì chúng ta hãy ôm nhau thật chặt và hứa sẽ luôn bên nhau nhé. Bubu, trứng bay, thỏ bay, mèo bay, được thôi. Chúng ta là bạn mãi mãi. Trên đường trở về, Bubu tiếp tục ăn mọi thứ bắt gặp trên đường. Khả năng ăn uống của Bubu thật là tuyệt vời đúng không các bạn? Có lần Bubu đã ăn cả một căn lều đầy màu sắc bên đường bởi vì nó trông giống một chiếc bánh ngọt nhiều tầng. Các cây cỏ ven đường lần lượt bị hút vào trong miệng của Bubu, kể cả những cây lớn mọc trên đường. Bubu không quên hút các thỏi vàng vào miệng vì số vàng có được sẽ giúp cả đội mua thêm bộ áo giáp tốt hơn để tiêu diệt những kẻ xấu có ý định chiếm giữ cổng thời gian. Điều kỳ diệu trong thế giới này là mọi thứ sau khi bị Bubu ăn vào đều sẽ xuất hiện trở lại như chưa từng bị ăn mất. Chính vì vậy khi quay lại ngọn đồi táo đỏ, cả đội lại thấy mọi thứ đều như cũ, rất nhiều cây táo chín mọng sum xê trái trên cành. Tranh thủ lúc đi lên ngọn đồi táo đỏ, Jenny cho Bubu ăn những thứ xuất hiện trên đường, kể cả các hàng rào nhỏ màu trắng, những viên đá cuội, những thanh gỗ bên đường, Bubu ăn một cách ngon lành và thích thú.
Bubu đã về đến đồi táo. Mọi thứ đều trông ngon lành và đẹp mắt như ban đầu. Thật là kỳ diệu đúng không các bạn? Bubu thích thú hút các thùng nước ép táo vào miệng. Những cây táo với chùm trái chín đỏ mọng cũng bị hút vào trong miệng của Bubu. Đó chính là nguồn năng lượng mang lại cho Bubu sức mạnh để tiêu diệt kẻ xấu. Sau đó cả đội lại trở về sân khởi hành để đổi toàn bộ số thức ăn của Bubu thành số vàng. Thật kỳ diệu. Video của chúng mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của Jenny và Bubu nhé. Chúc các bạn thật vui vẻ và luôn mỉm cười nha. Xin hẹn gặp các bạn vào lần sau. Chào tạm biệt các bạn.